Vụ lật thuyền ở Quảng Nam đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5. Hai thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền khiến 5 người chết trên sông Thu Bồn ở tỉnh Quảng Nam vừa được tìm thấy. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 10 tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết hai thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy. Cụ thể, thi thể anh Lê Văn Hà, sinh năm 1987, đã được người dân và chính quyền địa phương phát hiện gần khu vực chìm thuyền vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 5. Tới 5 giờ sáng nay, thi thể anh Đoàn Nguyễn Nhân Hiếu, sinh năm 1993, cũng đã được tìm thấy tại khu vực bến cá An Lương, đoạn dưới cầu Cửa Đại. Như vậy, cả 5 nạn nhân trong vụ lật thuyền đều đã được tìm thấy. Hiện thi thể 5 người đã được bàn giao cho các gia đình lo hậu sự. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua xã Duy Nghĩa giáp danh với thành phố Hội An, ghe chở 11 người đang lưu thông trên sông bất ngờ bị lật chìm. Ngay sau đó có 6 người được kịp thời cứu vớt, đưa lên bờ an toàn và 5 người mất tích.